Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với We Challenge của chúng tớ. Cho mình hỏi một tí nhé, các bạn có thích xem phim hành động không nhỉ? Nếu có thì hãy cùng tham gia vào cái thử thách của mình ngày hôm nay. Let's go! Các bạn đã sẵn sàng cuộc chơi chưa nào? Sẵn sàng! Chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Đây là bức tranh các bạn sẽ được nhìn. Nhìn thấy chưa? Rõ chưa? Rõ nét chưa? Hãy đoán đây là lực lượng vũ trang nào, hay là công an, hay là gì công đó? Công an, cảnh sát. Đây là gì? Đây là công gì? Công an. Cảnh sát gì? Bộ đội. Có súng không thì ạ? Bộ đội ạ. Bộ đội. Gợi ý nhá. Đây là có đây từ này có 4 từ. À. Tiếp theo. Nhân dân. Mình đi bạn nhá. Và từ này ấy, cảnh sát này thì bạn rất là hiếm khi thấy ở ngoài đường. Không cảnh phải cảnh sát giao thông rồi. Hiếm khi. Trả lời là gì ạ? Cảnh sát cơ động. Bạn tự tin bao nhiêu phần trăm câu trả lời chính xác ạ? 60. 60% ạ. Không biết. Tiếp theo câu hỏi thứ hai, đây là lực lượng gì? Ui câu này. Cảnh sát giao thông ạ. Cảnh sát giao thông. Ok. Có chưa? Chắc chắn. Ok. Và câu trả lời chính xác. Ok. Đây là lực lượng vũ trang nào? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Có bao nhiêu từ? Có 4 từ. 4 từ ạ. An ninh gì ạ? An ninh Tổ quốc. Gần an ninh đúng rồi. Công an này rất dễ nhìn thấy. Rồi ạ. Rất đông, nó chỉ bộ phận nhá. Công an nhân dân. Bộ đội. No. Cái này mà là bộ đội á? Nhìn giống bộ đội không? Đã không biết rồi. Ủa? Gì đó? Là 4. An ninh. Đúng rồi. An ninh giao thông đúng không? Đúng không? 5 4 5 An ninh nhân dân. 3 2 1 Trả lời an nhân dân. Hoàn toàn sai chứ hoàng kép. Đúng rồi. Ấy thì bảo rồi. Tiếp theo. Bao nhiêu từ ạ? Bộ đội. Nào đây. Bộ đội. Bao nhiêu từ ạ? Quân dân tự vệ. Đây là cái gì? Câu trả lời của bạn là gì ạ? Quân dân tự vệ. Răng rú rắn. Bỏ qua. Dân quân tử. Đúng rồi. Chính xác, hoàn toàn chính xác. Nghe hơi lại đúng không? Xin lỗi nhé. Tiếp theo, hãy nhìn đi. Bao nhiêu tử? Bộ đội. Bốn tử. Vẫn bốn tử. Cái gì đây? Cho nhìn. Lắm. Ê, cái này quen giống hả? Cái mấy cái ông mà đứng xem ống nhòm ấy, xong rồi xem kẻ trộm gì ấy. Câu trả lời của bạn là gì ạ? 4. Còn 5 giây ạ. 5. Câu trả lời. Cái gì biên phòng có 4 từ mà? Lực lượng biên phòng. Chốt chưa? Chốt nhá. Quan trọng là lực lượng ở đâu đã? Nhìn giống đồng bằng. Lực lượng biên giới, lực lượng biên giới. Lực lượng biên giới. Gần đúng rồi. Còn 5 giây. 5. Lực lượng 4 3. Lực lượng biên giới ạ. Gần đúng rồi, có đúng một từ thôi. Đúng một từ. Ôi trời ơi, chuẩn quá rồi, anh thật giỏi quá cơ. Trả lời các bạn hoàn toàn đúng. Bộ đội biên phòng Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân và là một bộ phận cấu thành nên quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là lực lượng có vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới, cửa khẩu của Việt Nam. Bộ đội biên phòng có nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm lãnh thổ biên giới, vượt biên, vượt biển, nhập cư trú bất hợp pháp, khai thác trái phép tài nguyên và những hành vi khác xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, an ninh. Hỏi tiếp theo. Không biết đây là đằng em. Hải quân. Vũ trang. Cái này hải quân. Hải quân. Có mấy từ ạ? Gợi ý có 3 từ. Cảnh sát. Câu này khá là dễ mà. 5 4
3 2 1 Đáp án có là gì hả mấy bạn này? Đáp án chính là cảnh sát. Cảnh sát. Cảnh sát biển. Biển đúng không ạ? Ôi dồi ôi, đúng không? Chắc chưa? 100% nhá. Ok nhá. Xin xin lỗi bạn nhưng mà câu trả lời bạn quá đúng. Đơn giản mà, C mà. Đúng rồi, đến luôn đó. Hỏi tiếp theo. Đơn giản quá. Mặc váy cơ là Scotland. Scotland là mặc váy gì? Vậy thì đây là gì? Lực lượng vũ trang. Không phải đấy. Lực lượng nhớ. Biên đội Scotland. Ok. Binh sĩ Scotland. Được chưa? Câu trả lời chưa được tính. Xin lỗi là hoàn toàn đúng. Nào, tiếp theo. Chúng ta cùng đến với câu cuối cùng. Pip. À, giống Ấn Độ hoặc Indonesia. À, Malay. What the? Giống Malay. Ok. Delhi, à không, Delhi. Không, Delhi này. Delhi là của nước nào? Công an có ghi chữ Delhi này, Delhi là của Lào, cái gì Lào ấy? Lào. Không, Delhi là của nước nào? Cái mũ trên đầu ấy. Mũ trên đầu có hình gì ấy? 4 giây rồi. 3. Từ từ mới bắt đầu ơi, bình tĩnh anh ơi. Mới bắt đầu xong mình. 2. 1. Đáp án cuối cùng là gì? Malaysia. Cái gì Malay? Cảnh sát Malaysia. Có câu này cuối rồi. Xin chúc mừng các bạn. Câu trả lời hoàn toàn sai. Và kết quả đúng là khách sạn Ấn Độ. À, cảnh sát Ấn Độ nhỉ? Cái quái Ấn Độ là Ấn Độ mà. Sorry nhá. Ấn Độ luôn ý. Nhớ cái phim hôm trước đi. Đây là không gợi ý nhá. Đây hoàn toàn không phải Việt Nam. Nhìn cái mặt là biết ngay mà. Ủa? Đây là giống của không phải người Việt Nam. Giống Hàn. Cảnh sát gì nhỉ? Cảnh sát Thái Lan. Câu trả lời xin chúc mừng là hoàn toàn chính xác. Ô, câu này có vẻ hơi căng này. Bà nhìn bộ quần áo này có đặc biệt không ạ? Giống Hy Lạp từng hoặc là La Mã kiểu vậy. Rome. À. Đây nhá, gợi ý nhá, đây không phải, đây là một đất nước ở châu Âu. Nó là rất nhỏ. Vatican. Ok, là đây là gì? Người ta gọi đây là cái gì? Đây là cái gì của Vatican? Cảnh vệ hay là gì nhỉ? Hay là lính nhỉ? Lính à? Lính Vatican. Lính cũng được. Lính chốt lại nhá. Canh Vatican. Đáp án cuối cùng của bạn là gì ạ? Lính Vatican. Lính canh Vatican nhá. À, ok không? Ok nhá, chốt chưa? Xin chúc mừng câu trả lời của các bạn hoàn toàn chính xác. Và chỉ có đúng 1% thì là thực sự nó là binh sĩ Vatican. Binh sĩ tại Vatican là những cận vệ người Thụy Sĩ với quân số 135 người đang bảo vệ giáo hoàng và thành Vatican. Nhiệm vụ mà lực lượng này đã thực hiện suốt hơn 500 năm qua. Hình ảnh nổi bật và thường thấy nhất tại Vatican là các binh sĩ mặc trang phục sặc sỡ sọc cam, xanh da trời và đỏ đứng gác. Tuy nhiên, họ không phải là những lính cảnh chỉ phục vụ mục đích lễ nghi, mà trên thực tế là các thành viên đội cận vệ Thụy Sĩ, lực lượng quân sự cấp đại đội đã bảo vệ các đời giáo hoàng và thành Vatican trong hơn 5 thế kỷ. Đội cận vệ chỉ tuyển nam giới đang độc thân, là người công giáo, là công dân Thụy Sĩ tuổi từ 19 đến 30, các tối thiểu 174cm đã hoàn thành khóa đào tạo cơ bản của đội vệ binh Thụy Sĩ và có giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt, phải có bằng cấp chuyên ngành hoặc tốt nghiệp trung học. Đây là lực lượng vũ trang nào ạ? À, cứu hỏa. Cứu hỏa. Bạn tự tin bao nhiêu phần trăm ạ? 60% Tôi xin lỗi nhưng mà thực sự câu trả lời rất là chính xác rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Tinh. Gợi ý đây là có bốn từ nha. Lực lượng hải quân gì? Câu trả lời hải quân là câu trả lời hoàn toàn chính xác. Công an. Câu này cũng rất là dễ. Cảnh sát vũ trang nhân dân. Dài quá. Có 4 từ. Có 4 từ nha. Câu trả lời thực ra cái này không dễ lắm đâu. À không, rất dễ. Cái gì? Công an nhân dân của đúng. Hoàn toàn chính xác thôi, chúc mừng. Cứ nói hỏi tiếp theo. Quân khó. Quân đội. Gợi ý nhá, đây là những người lái hàng không. Lái như mũ này, mũ để làm gì nhỉ? Nhìn nó như nào? Để máy đi. Mũ lại nhiều bom ấy. Bắt đầu bằng chữ
Tờ gì nhỉ? Lá cái gì nhỉ? Các bạn lá cái xe là gói pháo to to ấy. Các bạn chưa đáp án là gì ạ? Xe tăng. Nào cho đi, 5, 4, 3, 2. Tăng. Người lái xe tăng là gì? Tăng thiết giáp. Là gì? Nó là tăng thiết giáp ạ. Ôi dồi ôi, tôi chỉ lấy hoàn toàn thiết giáp. Câu hỏi tiếp theo, các bạn hãy nhìn vào bức ảnh ạ. Câu hỏi số 4 có hai từ ạ. Quân đội rất là ngắn thôi, bắt đầu bằng chữ đờ. Hơi căng ha. Đây là lực lượng rất là đặc biệt, phi phạm, nguy hiểm và mạnh mẽ của Việt Nam. Có mạnh mẽ hơn đội phòng vệ. Đốc à, đặc nhiệm. Đặc cái đặc gì? Đặc vụ. No, đặc vụ kiểu dùng cho FBI kiểu thế. Không phải đặc chủng. Đặc gì ạ? Đặc từ này đôi khi hay dùng cho mấy cái bộ phim thám tử ấy. Đặc gì ạ? Đặc của bài là gì ạ? Đặc công. Câu trả lời. Đặc công. Chính xác. Chúc mừng, của tôi hoàn toàn chính xác à. Binh chủng đặc công là binh chủng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được tổ chức, trang bị và huấn luyện đặc biệt, có phương pháp tác chiến linh hoạt, táo bạo, bất ngờ, thường dùng để đánh các mục tiêu hiểm yếu nằm sâu trong đội hình chiến đấu, bố trí chiến dịch và hậu phương của địch. Lực lượng đặc công đánh bộ có khả năng tác chiến ở cả đồng bằng, rừng núi và đô thị, đánh vào các mục tiêu trên bộ. Đặc công nước chuyên đánh phá mục tiêu trên sông, biển, đánh phá cầu, phà. Biệt động chuyên hoạt động và đánh các mục tiêu ở đô thị và vùng ven, vùng sâu, khi cần có thể đánh các mục tiêu dưới nước, ở vùng nông thôn, đồng bằng và rừng núi. Vậy là chúng tớ đã hoàn thành xong thử thách của ngày hôm nay rồi. Các bạn thấy thử thách của chúng tớ như thế nào? Các bạn đã đoán được đúng bao nhiêu câu? Nếu thích video này, hãy cùng like và share chúng tớ nhé. Goodbye! Bye bye.